biết. Quê của ông là thôn Tự thôn Nguyễn Sơn, xã Tự Lĩnh, huyện Hồng Cống, tỉnh Thanh Hóa. Mà nay chuyển thành thôn Nguyễn Phú Lâm. Ông an táng tại nghĩa địa Song Chùa, thôn Nguyễn Phú Lâm. Khoảng tầm 25 phút nữa là anh về nhà. Em chỉ chuyển vào tài khoản đi, chuyển vào tài khoản bữa anh nhắn á. Ui đẹp chứ. Rồi, rẽ trái thì vẫn đang không rẽ trái về đến nhà đấy rồi. Rồi. Rẽ trái đúng không anh? Rồi lên chợ rẽ trái nhé. Đúng rồi, tôi nhớ là rẽ trái đây này. Nhưng mà rẽ trái ở trên chợ hay rẽ dưới? Không biết, tôi chỉ nhớ đoạn này hình như rẽ trái hay sao ấy. Rẽ trái thì là Nguyễn Xuân ở đây thì rẽ trái sao nữa. Tôi chẳng nhớ. Nguyễn nhưng phải Nguyễn đâu anh ạ. Thì Nguyễn Sơn đây. Vâng. Thì cái làng đây anh đi nát nhưng mà cái đường đây thì em thử biết rồi chứ em còn. Tôi thấy người ta cứ nhắc cái chữ Nguyễn lên liền từ. Thì cái làng đây là bố nhà em ở đây mà em còn không biết đây đâu. Nhưng mà ở chỗ đoạn nào đây? Xã Liên Gia số 2 này. Anh đến cái nghĩa địa Sông Chùa anh biết không?